Thưa quý vị, Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp tổ chức hội nghị trao đổi các vấn đề về hợp tác phát triển giữa hai địa phương. Dự hội nghị về phía thành phố Đà Nẵng có Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Bình Triết, Phó Bí thư Thành ủy Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Đức Thơ và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Gia Trung cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy và các sở ngành liên quan. Dự hội nghị về phía Tỉnh ủy Quảng Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đánh giá tại buổi làm việc, thời gian qua, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã phối hợp triển khai thực hiện thông báo kết luận số 385 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam. Bước đầu, đạt được một số kết quả tích cực về phát triển kinh tế, du lịch, xúc tiến đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, phát triển giáo dục, y tế, an sinh xã hội và quốc phòng an ninh. Đáng chú ý là tích cực phối hợp triển khai dự án làng đại học Đà Nẵng, dự án khơi thông sông Cổ Cò, liên kết phát triển kinh tế xã hội vùng Tam Giác, Đà Nẵng, Hội An, Điện Bàn, đề xuất mở rộng hợp tác kinh doanh thông qua khu vực cửa khẩu Nam Giang. Hai địa phương đã triển khai xây dựng 8 chuỗi sản phẩm nông sản an toàn. Hoạt động hợp tác phát triển du lịch cũng diễn ra sôi động. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũng đã có nhiều hoạt động hợp tác phát triển hạ tầng giao thông kết nối, phối hợp xây dựng phương án điều tiết nước giữa sông Vu Gia và Thu Bồn nhằm bảo đảm nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp ở vùng hạ du tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trong mùa kiệt. Hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tài liệu, nền tảng xây dựng thành phố thông minh cùng nhiều chương trình hợp tác khác về văn hóa, an sinh xã hội. Từ năm 2016 đến năm 2019, Đà Nẵng đã hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam gần 61 tỷ đồng thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Ngoài ra, năm 2020, hỗ trợ tỉnh Quảng Nam 10 tỷ đồng để nâng cấp cải tạo nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, hỗ trợ 20 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố và các sở ngành liên quan đã trao đổi cụ thể các đề xuất của tỉnh Quảng Nam về hỗ trợ xây dựng cầu Quảng Đà bắc qua sông Yên, về phối hợp nghiên cứu tính khả thi của dự án đường sắt du lịch Đà Nẵng – Hội An, chỉ đạo nghiên cứu và đầu tư xây dựng đập ngăn mặn kiên cố trên sông Cầu Đỏ, về điều chỉnh các tuyến buýt liền kề Quảng Nam – Đà Nẵng theo hướng không đi vào trung tâm, cùng một số nội dung khác về phát triển đô thị, văn hóa, giáo dục, y tế. Qua trao đổi tại buổi làm việc, hai địa phương thống nhất tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác phát triển trên các lĩnh vực, trong đó cùng đề xuất Trung ương bổ sung bố trí nguồn vốn trung hạn để triển khai dự án làng đại học Đà Nẵng, sớm đầu tư mở rộng, nâng cấp các tuyến đường quốc lộ 14G, quốc lộ 14B và quốc lộ 14D, thúc đẩy đầu tư nâng cấp cặp cửa khẩu Nam Giang – Đắc Tà Ốc thành cửa khẩu quốc tế, tiếp tục thực hiện các dự án khơi thông sông Cổ Cò, hợp tác phát triển công nghiệp hỗ trợ, du lịch, sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn, đẩy mạnh hoạt động trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, quản lý vận hành hệ thống và xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh cùng nhiều chương trình hợp tác trên các lĩnh vực khác. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và bài bản để thực hiện 14 nội dung theo chương trình hợp tác phát triển giữa hai địa phương đã đề ra. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị hai địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, không chung chung mà cần cụ thể hóa từng công việc cụ thể và phải bám sát thường xuyên. Tôi đề nghị là hai ban thường vụ tiếp tục chỉ đạo một cách quyết liệt và bài bản hơn nữa để chúng ta thực hiện 14 cái nội dung mà hai địa phương cần phải thống nhất phối hợp, chúng ta thống nhất phối hợp và công tác xây dựng đảng. Cái này tôi cho rằng là một cái điểm rất là mới, trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về cái công tác xây dựng đảng. Đầu việc thì rất là nhiều, nhưng mà như đồng chí thấy là khi chúng ta kiểm điểm lại thì vẫn có những cái điểm nó rất là hạn chế. Đó là cái hai cái việc, một là cái sự chủ động của các cái cơ quan chức năng ở hai địa phương. Cái thứ hai nữa là cái việc phối hợp. Thì tôi đề nghị là cái việc này chúng ta nên có cái khắc phục. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cũng trao đổi cụ thể về các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Quảng Nam. Trong đó, đề nghị sớm có kế hoạch vốn trung hạn cho dự án cầu Quảng Đà bắc qua sông Yên và hai bên cần phối hợp chặt chẽ để triển khai. Đối với việc xây dựng đập ngăn mặn kiên cố trên sông Cổ Đỏ, thì Đà Nẵng sẽ nghiên cứu xử lý. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng
cũng thống nhất hai địa phương sẽ tập trung triển khai để có các công trình hạ tầng được đầu tư và hoàn thành vào dịp kỷ niệm lớn của hai địa phương.